Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay 27 tháng 2, ngày Thầy thuốc Việt Nam, thay mặt những người thực hiện chương trình, kính chúc các y bác sĩ, đội ngũ nhân viên y tế một ngày kỷ niệm thật nhiều ý nghĩa. Chăm lo cho đội ngũ y tế luôn là một trong những mục tiêu trọng tâm của Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua với những hoạt động thiết thực. Và đây cũng là một nội dung của 60 giây ngày hôm nay cùng với các thông tin đáng chú ý khác. Doanh thu bán lẻ của thành phố đạt gần 57.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Phiên xét xử đầu tiên đối với 4 nghi phạm trong vụ án giết hại và phân xác người mẫu Trung Quốc. Cháy công ty sản xuất nội thất trong khu công nghiệp Minh Hưng 3. Huấn luyện viên Erik ten Hag phấn khích sau khi giúp MU giành cúp đầu tiên từ 2017. Trước nguy cơ xâm nhập của cúm gia cầm AH5N1 và các cúm gia cầm khác thông qua các hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm trái phép tại nhiều địa phương, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký văn bản khẩn gửi đến các sở ngành thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức về việc tăng cường phòng chống bệnh cúm AH5N1. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tập trung xử lý nghiêm các trường hợp chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y. Sở Y tế phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giám sát phát hiện sớm các ổ dịch cúm trên gia cầm và chia sẻ thông tin liên ngành xử lý ổ dịch cúm trên gia cầm theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ trên địa bàn, chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố các giải pháp cụ thể về phòng chống dịch bệnh. Các lực lượng thì bố trí trực 24/24 để mà tiếp nhận các cái nguồn, để mà kiểm tra chặt chẽ về mặt lâm sàng, tuần tra kiểm soát cái hoạt động vận chuyển trái phép trên cái khu vực. Thành phố cũng đề nghị tổ chức thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch tại các trạm kiểm dịch động vật, thực hiện công tác tiêu độc sát trùng các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật vào thành phố, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ. Rà soát lại toàn bộ cái tổng đàn, đặc biệt là đối với cái đàn gia cầm mà nhỏ lẻ ở địa phương. Người dân cần chủ động cập nhật thông tin phòng chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng. Trong dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm nay, ngành y tế thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực, trau dồi lý tưởng cho đội ngũ y bác sĩ trẻ, dành sự quan tâm thăm hỏi thế hệ lão thành đã hết lòng vì công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sáng nay, trong buổi lễ chào cờ đầu tuần, các thầy thuốc và nhân viên y tế tại bệnh viện này đã được nghe lại thư của Bác Hồ gửi các y bác sĩ, những người làm công tác y tế. Tiếp nối những cái truyền thống của bệnh viện thì mình cảm nhận được một cái sự sung sức năng lượng. Tôi rất là tự hào vì mình là một thành viên của bệnh viện, là một thành viên của đội ngũ y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều sự chăm lo như trao tặng học bổng cho con em ngành y, cho các nhân viên y tế gặp khó khăn cũng được tổ chức thường xuyên, liên tục. Không những ngày này mà phải xuyên suốt cả một quá trình làm việc của bản thân đối với trong ngành y. Bác vẫn thường dạy là lương y phải như từ mẫu. Hàng năm, ngày 27 tháng 2 là ngày dành riêng và tôn vinh y đức người thầy thuốc, chiêm nghiệm lời dạy sâu sắc của Bác Hồ kính yêu. Mỗi cán bộ y tế phải quyết tâm đoàn kết, thương yêu người bệnh và có trách nhiệm xây dựng nền y học phát triển hơn nữa, để mãi xứng đáng với lời dạy của Bác, lương y như từ mẫu. Chỉ riêng trong dịp Tết Quý Mão, tổng mức doanh thu bán lẻ của Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt gần 57.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua, cho thấy thị trường đã quay trở lại sôi động, tiếp nối đà tăng trưởng. Một loạt các giải pháp kích cầu đã đồng loạt được triển khai nhằm đưa ngành bán lẻ của thành phố bứt tốc ngay từ đầu năm. Hệ thống siêu thị này đã có một mùa Tết khá thành công với mức tăng trưởng trên hai con số. Để duy trì được con số tăng trưởng này cả năm, hệ thống tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi với hơn 500 sản phẩm đa dạng. Đi tìm một cái sự ổn định trong nguồn hàng, đảm bảo giá cả cho người tiêu dùng hàng ngày, đó là luôn là một cái sự ưu tiên mà bản thân chúng tôi sẽ cố gắng duy trì. Chủ siêu thị chúng tôi phải thực hiện cái việc đi tìm sự đa dạng trong cái việc cung ứng nguồn hàng. Trong kế hoạch tăng trưởng trên 10% cho năm nay, thành phố đã chủ động kết nối với ngân hàng tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, cũng như tích cực kết nối với vùng nguyên liệu tìm thị trường cho doanh nghiệp. Những cái chương trình khuyến mại tập trung của Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 và tháng 12 sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn. Sau 2 năm dịch bệnh, 2023 được đánh giá là năm phục hồi của ngành bán lẻ dịch vụ. Vấn đề là các doanh nghiệp sẽ nắm lấy cơ hội này thế nào khi lạm phát và sự bất ổn định về giá cả, nguồn cung vẫn là thách thức. Lãnh đạo thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã xử lý vụ xô xát giữa một tiểu thương tại chợ Phước Bình và lực lượng thuộc ban quản lý chợ,
Đoạn clip ghi lại vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Trong video dài gần 6 phút, một nhóm người đến kiểm tra và yêu cầu một tiểu thương bán cá dọn các thau cá vào bên trong. Người phụ nữ bán cá cho rằng mình không lấn chiếm lòng lề đường nên đã lớn tiếng với nhóm người này. Bà còn dùng nước tạt vào một người đàn ông trong nhóm khi ông này định mang một chiếc thau đi. Ngược lại, người đàn ông nói trên cũng bưng thau cá tạt lại vào người phụ nữ rồi yêu cầu những người đi cùng tịch thu các thau cá. Hai bên liên tục cãi vã, xô xát cho đến khi công an tới. Đại diện Ủy ban Nhân dân thị xã Phước Long xác nhận sự việc xảy ra tại khu vực chợ Phước Bình, thị xã Phước Long vào chiều 25 tháng 2. Địa phương đã mời cả hai bên lên làm việc và đã xử lý xong. Nữ tiểu thương đã trở lại buôn bán bình thường. Đối với hành vi thái độ của lực lượng ban quản lý chợ, lãnh đạo thị xã Phước Long cho biết sẽ tổ chức họp lại nhắc nhở không để xảy ra những sự việc sự cố tương tự. Vụ việc tại trung tâm tiếng Anh Apex vẫn chưa được giải quyết. Chiều nay, hàng trăm phụ huynh đã tập trung tại trụ sở công ty cổ phần Anh ngữ Apex trên đường Phan Xích Long, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để thắc mắc về việc trung tâm không thực hiện hoàn trả học phí. Nhiều phụ huynh cho hay họ cho con mình theo học tại trung tâm này từ nhiều năm qua với học phí từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, trung tâm không thực hiện phương thức giảng dạy như cam kết. Cụ thể, các chi nhánh trung tâm Anh ngữ Apex thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương bất ngờ đóng cửa, khiến việc học của trẻ con bị gián đoạn. Khi liên hệ để hỏi lý do thì trung tâm không phản hồi. Còn tại chi nhánh trên đường Lê Văn Sĩ, quận Tân Bình, trung tâm không tuân thủ cam kết về giáo viên bản ngữ nên phụ huynh yêu cầu hoàn lại học phí. Trong biên bản làm việc ngày 28 tháng 12 năm 2022, phía công ty cam kết trả tiền nhưng đến nay chưa thực hiện. Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận thư khiếu nại tố cáo của phụ huynh. Công an sẽ vào cuộc xác minh làm rõ. Xin chuyển qua thông tin khác. Họa sĩ Đoàn Việt Tiến được biết đến bởi tài năng vẽ tranh ngược trên kính bằng 10 đầu ngón tay. Vừa qua, năm họa sĩ đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao kỷ lục lần thứ tư. Kỷ lục được xác nhận với nội dung họa sĩ vẽ cùng lúc hai bức tranh sơn dầu ngược kính bằng 10 đầu ngón tay với hình thức phần thân tâm thức trong thời gian nhanh nhất 3 phút 40 giây. Trước đó, họa sĩ Đoàn Việt Tiến xác lập kỷ lục này tại Hội thảo quốc tế lần thứ nhất Những khả năng đặc biệt của con người ở Hà Nội vào tháng 12 năm 2022. Lúc đó, họa sĩ vẽ cùng lúc hai bức chân dung theo phương pháp phần thân tâm thức cho hai người mẫu người nước ngoài. Nhân dịp này, họa sĩ Đoàn Việt Tiến tổ chức triển lãm tranh cá nhân có chủ đề Nguồn sáng bất tận, giới thiệu 62 tác phẩm về thiên nhiên mang nhiều thông điệp ý nghĩa. Hơn 30 năm gắn bó với sáng tác tranh trên kính, họa sĩ Đoàn Việt Tiến đã hoàn thành hơn 1.500 tác phẩm, trong đó có nhiều bộ sưu tập ấn tượng được công chúng đón nhận như chân dung các nhà vua Việt Nam, bộ sưu tập chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Thế giới trong ngày có gì? 87 tuổi vẫn say sưa học đọc và viết. Bộ phim Everything Everywhere All at Once thắng lớn tại lễ trao giải SAG. Hôm nay 27 tháng 2, phiên xét xử đầu tiên đối với 4 nghi phạm trong vụ án giết hại và phân xác người mẫu Trung Quốc Abby Choi, 28 tuổi đã diễn ra tại tòa án sơ thẩm thành phố Cửu Long vào 9 giờ sáng theo giờ địa phương. Họ bị cáo buộc các tội giết người và cản trở công lý tư pháp. Phiên tòa diễn ra sau khi cảnh sát đặc khu Hồng Kông tìm thấy các phần thi thể của Abby Choi trong một ngôi nhà ở vùng ngoại ô thành phố. Trong cuộc họp báo tối qua, các nhà điều tra xác nhận đã tìm thấy đầu và xương sườn của nạn nhân trong một cái nồi lớn bên trong một căn nhà 3 tầng ở quận Taipo. Đây được cho là nơi cô Choi đã bị phanh thây. Nhà chức trách cho biết ba nghi phạm gồm chồng cũ của nạn nhân Alex Wong, em trai và cha của hắn đã bị buộc tội giết người. Bên cạnh đó, một phụ nữ 63 tuổi bị buộc tội cản trở công tác điều tra vụ án. Theo cảnh sát, do thi thể của nạn nhân không nguyên vẹn và đã bị xử lý bằng phương pháp nấu chín, hiện tại chỉ có thể xác định danh tính thông qua ADN từ răng. Đến nay, tất cả các nghi phạm bị bắt đều tỏ ra không hợp tác, khiến công tác điều tra rất khó khăn. Vụ sát hại người mẫu nổi tiếng Trung Quốc đã gây chấn động dư luận nước này kể từ khi cô mất tích vào hôm 21 tháng 2 vừa qua. Tiếp theo là thông tin về một tấm gương hiếu học. Trong một lớp tiểu học ở thành phố Menofia, Ai Cập, cụ bà Zubaida F. Elan, 87 tuổi, vẫn say sưa học đọc và viết. Bà Zubaida F. Elan muốn đi học từ khi bà còn là một đứa bé, nhưng người cha bảo thủ của bà không cho. Là một bé gái, bà không được cha cho đi học như các anh em trai của bà.
cơ hội đi học đến với bà khi Bộ Đoàn kết Xã hội của Ai Cập mở những lớp học như thế này và bà đã nhanh chóng bắt lấy cơ hội. Giáo viên đề nghị đến nhà tôi để dạy cho tôi, nhưng tôi nói với cô ấy là tôi muốn đến trường để tận hưởng cái cảm giác đi học. Tôi muốn ngồi trong lớp, tôi cố gắng hết sức mình. Tôi muốn đạt được điều gì đó, chứ không chỉ là bị dẫn dắt bởi người khác. Bà ấy rất kiên trì, quyết tâm và ham học. Là một người mẹ của 8 đứa con và có 13 đứa cháu, bà F. Elan nhấn mạnh rằng những đứa con gái của bà phải theo đuổi chuyện học hành. Để đảm bảo rằng con mình không bỏ học, bà thường mua hàng và bày bán trước cổng trường để trông chừng các con. Bà F. Elan không chỉ dự định tiếp tục học và nhận chứng chỉ, bà còn muốn khuyến khích người khác theo đuổi những lớp học xóa mù chữ giống như bà. Tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông Nokia vừa công bố kế hoạch thay đổi nhận diện thương hiệu lần đầu tiên sau gần 60 năm. Trong khi đó, HMD Global, công ty thừa kế thương hiệu điện thoại Nokia cho biết đang nghiên cứu mang quy trình sản xuất điện thoại thông minh đến châu Âu. Logo mới là sự kết hợp của 5 khối hình đi cùng nhiều màu sắc khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Mục đích thay đổi logo là nhằm thay đổi nhận thức của những người tiêu dùng vẫn coi Nokia là hãng sản xuất điện thoại, dù đây là mảng kinh doanh mà hãng đã từ bỏ gần chục năm nay. Nokia sẽ tập trung vào phát triển công nghệ mạng, dịch vụ không dây, thiết bị mạng và số hóa công nghiệp. Một số điện thoại mang thương hiệu Nokia vẫn được bán ra thị trường bởi công ty HMD Global. HMD cho biết đang làm việc với một số đối tác bảo mật IT nhằm đưa quá trình sản xuất điện thoại thông minh đến châu Âu. Xuất khẩu ô tô điện ở Thượng Hải, Trung Quốc đang phát triển mạnh trong 2 tháng đầu năm 2023. Chỉ tính riêng trong tháng 1 năm nay, hai cảng xuất khẩu ô tô lớn của Thượng Hải đã xuất tổng cộng khoảng 110.000 xe. Cuối tuần qua, gần 10.000 ô tô điện được xuất đi nước ngoài, chỉ tính riêng tại một cảng của Thượng Hải. Chúng tôi rất bận rộn vào những ngày này, khối lượng công việc của chúng tôi lên tới khoảng 3-4.000 chiếc mỗi ngày. Nhà sản xuất ô tô SAIC Moto có trụ sở tại Thượng Hải đã đặt mục tiêu bán 6 triệu xe trong năm nay, trong đó có 1,2 triệu chiếc là xuất sang nước ngoài. Nhu cầu ở châu Âu cho xe điện của chúng tôi là rất tốt, nên chúng tôi đang kỳ vọng trong năm nay doanh số sẽ tăng gấp đôi năm ngoái. Tương tự, nhiều hãng sản xuất ô tô điện lớn khác tại Trung Quốc cũng đang hoạt động hết công suất nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng nhanh trên thị trường quốc tế trong năm nay. Một công ty có trụ sở tại Karachi, Pakistan đã hợp tác cùng các chuyên gia để phát triển trò chơi thực tế ảo phục vụ mục đích vật lý trị liệu. Những trò chơi này đặc biệt có hiệu quả với trẻ em trong việc cải thiện các kỹ năng nhận thức và vận động. Đây không đơn giản chỉ là những trò chơi thực tế ảo tăng cường AR. Chúng có vai trò như phương pháp trị liệu và phục hồi chức năng, khuyến khích các bệnh nhân vận động và phản ứng. Những trò chơi này rất có ích cho các em gặp vấn đề về nhận thức và phát triển, phối hợp vận động hay các vấn đề về độ chính xác. Đối với các em không phản hồi tốt với các phương pháp điều trị truyền thống, thì đây là phương pháp giúp các em cải thiện phối hợp tay mắt. Đến nay, WonderTree đã phát triển hơn 20 trò chơi để phục vụ cho trị liệu tại các viện nghiên cứu và bệnh viện trên khắp Pakistan. Bộ phim phiêu lưu đa vũ trụ Everything Everywhere All at Once đã chiếm lĩnh lễ trao giải của Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Mỹ SAG vào hôm nay. Chiến thắng là một cú hích rất lớn cho bộ phim vì giải này là một dấu hiệu báo trước thành công ở lễ trao giải Oscar vào tháng tới. Bộ phim kể về một bà chủ tiệm giặt ủi người Mỹ gốc Hoa đang chật vật kinh doanh thì bị cuốn vào nhiều không gian vũ trụ khác nhau. Bộ phim mang tên Mọi Thứ, Mọi Nơi Cùng Một Lúc đoạt giải phim hay nhất do Hội Diễn viên Điện ảnh Mỹ SAG bình chọn. Phim cũng mang về 3 giải về diễn xuất, trong đó có giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Dương Tử Quỳnh. Giải thưởng này không chỉ dành cho tôi mà còn cho tất cả các bé gái giống tôi. Cảm ơn đã cho tôi được tham gia bộ phim. Diễn viên Mỹ gốc Việt Kế Huy Hoàng được trao giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Anh rất xúc động khi nói rằng anh là diễn viên gốc châu Á đầu tiên đoạt giải này. Cũng trong phim này, Jamie Lee Curtis chinh phục khán giả với vai diễn nhân viên sở thuế. Bà được trao giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Brendan Fraser đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim The Whale, Cá Voi. Những diễn viên đoạt giải SAG nhiều khả năng sẽ đoạt giải tại Oscar vì các diễn viên là nhóm bỏ phiếu đông nhất trong thành phần bình chọn giải Oscar. Ở phần an ninh trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố kiểm tra 11 cơ sở kinh doanh và tiệm sửa xe phát hiện nhiều xe độ.
Công an Đà Nẵng bắt nghi phạm trộm cửa hàng FPT đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã phối hợp với các đơn vị đồng loạt kiểm tra 11 cơ sở kinh doanh và tiệm sửa xe trên địa bàn thành phố. Các lực lượng đã phát hiện nhiều xe độ đang trong quá trình hoàn thiện. Tổ công tác ghi nhận 11 cơ sở có xuất hiện kinh doanh thêm các dịch vụ thay đổi đặc tính kết cấu xe, độ xe và nhiều xe máy đang sửa chữa có xuất hiện thay đổi đặc tính xe, xe không có lốp máy, không có số máy, không xuất trình được giấy đăng ký xe và nhiều linh kiện phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Các trường hợp này đều được tổ công tác bàn giao về công an phường để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt sẽ tiếp tục phối hợp để kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm, đồng thời triển khai các phương án ngăn chặn đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân thành phố. Sáng nay, một vụ cháy lớn xảy ra tại công ty sản xuất nội thất thuộc khu công nghiệp Minh Hưng 3, xã Minh Hưng, thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Ngọn lửa thiêu rụi hàng trăm mét vuông nhà xưởng, ước tính thiệt hại nặng nề. Khoảng 9 giờ 50 phút, một số công nhân đang làm việc trong công ty Highlight Smart Home Việt Nam phát hiện lửa bùng cháy tại khu vực hàng xì, rồi nhanh chóng lan rộng ra khu vực xưởng sản xuất nội thất. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Phước điều động 6 xe chữa cháy cùng 35 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng địa phương triển khai phương án chữa cháy. Hiện trường có chứa nhiều vật dễ bắt lửa nên công tác gặp khá nhiều khó khăn. Sau gần 1 giờ, các chiến sĩ đã khống chế và dập tắt được hoàn toàn ngọn lửa, không để cháy lan sang các kho xưởng bên cạnh. Hỏa hoạn đã thiêu rụi kho xưởng rộng hàng trăm mét vuông của công ty, thiệt hại và nguyên nhân cháy đang được làm rõ. Hôm nay, công an đã di lý Nguyễn Hữu Phúc, 32 tuổi, ngụ thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, về thành phố Đà Nẵng. Đây là nghi phạm đột nhập hai cửa hàng FPT tại Đà Nẵng, trộm 302 triệu đồng, 30 điện thoại iPhone với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng. Đây là hình ảnh ghi lại vụ trộm xảy ra ngày 8 tháng 12 năm 2022. Theo đó, khoảng hơn 3 giờ sáng, phía trước cửa hàng FPT xuất hiện một người đàn ông đi xe máy mang theo xà beng, kìm cộng lực và nhiều dụng cụ khác. Chỉ trong vài giây, người đàn ông này đã cắt khóa thành công. Ngay khi đột nhập được vào bên trong, kẻ gian giơ giấy sạch tiền trong két cho vào một ba lô. Trước khi tẩu thoát, tên trộm ôm cái chồng điện thoại còn nguyên trong hộp, dứt lại hiện trường chiếc kìm cộng lực. Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, Công an thành phố Đà Nẵng đã chia nhiều tổ công tác truy xét khắp các tỉnh Quảng Bình, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, kể cả các tỉnh Tây Nguyên để thu thập thông tin. Đến hôm qua 26 tháng 2, lực lượng bắt được Phúc khi y đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận thường xuyên đánh bạc ở Campuchia, khi thu hết tiền thì quay về Việt Nam trộm cắp. Hiện công an đã thu hồi được 19 chiếc điện thoại. Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ đại úy Lê Ngọc Bảo Châu, cán bộ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, bị đối tượng điều khiển xe máy tông trúng gây chấn thương nặng khi đang làm nhiệm vụ. Trước đó vào lúc 21 giờ 40 phút ngày 26 tháng 2, trong quá trình làm nhiệm vụ phối hợp kiểm tra nồng độ cồn trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, lực lượng phát hiện xe máy không biển số do một nam thanh niên điều khiển, chạy nhanh với nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà bỏ chạy, tông xe vào đại úy Lê Ngọc Bảo Châu, cán bộ Cục Cảnh sát Giao thông. Đối tượng sau đó tiếp tục bỏ chạy về hướng đường Hà Huy Giáp. Tổ công tác đã đuổi theo xe đối tượng, tuy nhiên nam thanh niên đã lẩn vào hẻm khu dân cư trốn thoát. Đại úy Lê Ngọc Bảo Châu được đồng đội đưa đi cấp cứu và xác định bị gãy ống quyển chân phải. Sáng nay, Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận vụ việc và tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại trong nhóm thanh niên tham gia vụ hỗn chiến xảy ra vào khuya ngày 24 tháng 2 với nhiều hung khí sát thương cao. Trước đó, khuya ngày 24 tháng 2, lực lượng tuần tra đêm xã Hòa Sơn làm nhiệm vụ ở khu vực đường DH2, thôn An Ngãi Tây 1, thì phát hiện nhóm 15 thanh thiếu niên tụ tập cùng với hung khí. Lực lượng tuần tra nhận định có thể nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị đánh nhau nên đã truy đuổi nhằm ngăn chặn xử lý. Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm thanh thiếu niên chia nhau bỏ chạy, phóng xe máy tốc độ cao, bỏ lại hai xe máy và một số hung khí, gồm hai dao chặt thịt, một dao tự chế, một cây rựa. Công an xã đã lập biên bản sự việc, tạm giữ tang vật, phương tiện có liên quan. Tiến hành truy xét, công an đã xác minh làm rõ 9 trong số 15 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 15 đến 21. Đấu tranh bước đầu, các thanh thiếu niên khai nhận do hai nhóm tại xã Hòa Sơn mâu thuẫn từ trước nên hẹn nhau hỗn chiến.
Cuối giờ chiều qua, Công an tỉnh Tây Ninh bất ngờ đột kích bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền do đối tượng Đặng Minh Thành, 35 tuổi, ngụ Thanh Đông, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành tổ chức. 27 đối tượng có liên quan đã bị mời về trụ sở công an làm việc. Tang vật thu giữ gồm trên 170 triệu đồng, 21 xe máy, 26 điện thoại di động. Theo lời khai, hàng ngày Thành chọn các địa điểm hẻo lánh, khuất tầm nhìn hoặc chỉ có đường độc đạo rồi thông báo cho những người chơi biết để tụ tập tham gia lắc tài xỉu, ăn thua bằng tiền. Thường mỗi điểm, Thành chỉ hoạt động vài giờ sau đó chuyển sang các địa điểm khác. Tiền đặt cược của người chơi thường tăng từ 3 đến 5 triệu đồng một ván khi đổi địa điểm, số người giảm dần. Để tránh bị phát hiện, Thành thuê Đoàn Chí Khang, 28 tuổi và Lê Quốc Bảo, 32 tuổi, ngụ cùng huyện làm người canh đường, tiền công 200.000 đồng một ngày. Người làm cái phải nộp sâu cho Thành 50% tiền thu được. Hiện công an đang khẩn trương điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Cũng tại Tây Ninh, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gò Dầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Công Hoàng, 20 tuổi, ngụ huyện Tân Châu về hành vi giao cấu người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trước đó vào tháng 1 năm 2023, Hoàng quen biết với H đang làm nhân viên phục vụ tại quán ăn trên địa bàn huyện. Sau vài ngày quen nhau, Hoàng và H đã quan hệ tình dục và làm H mang bầu. Bà TVKV, 32 tuổi, ngụ xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng là mẹ của H đã gửi đơn tố cáo đến công an. Tại cơ quan công an, Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Ở phần thông tin thể thao và cập nhật, huấn luyện viên Philip Chuze bắt đầu hành trình dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Nuri phục thù Alcaraz, vô địch giải quần vợt Rio mở rộng. Thông tin cập nhật, thưa quý vị, công ty dược phẩm của Nhật Bản Shionogi cho biết đang chờ Mỹ cấp phép lưu hành thuốc Sokova, loại thuốc uống dạng viên điều trị các triệu chứng lâu dài của COVID-19. Đây là thuốc uống điều trị COVID-19 được sản xuất trong nước đầu tiên của Nhật Bản. Hiện công ty đang thử nghiệm thuốc Sokova giai đoạn 3 trên toàn thế giới với sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ và dự kiến sẽ hoàn thành thử nghiệm vào đầu năm sau. Giám đốc điều hành công ty Shionogi Isao Teshirogi dự kiến Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA sẽ thông qua loại thuốc này vào mùa đông năm 2024, đồng thời dự đoán Sokova sẽ đem lại cho công ty doanh thu khoảng 2 tỷ đô la trên thị trường toàn cầu hàng năm. Shionogi đã bán 2 triệu liều Sokova cho chính phủ Nhật Bản vào năm ngoái với giá 100 tỷ yên. Ông Teshirogi nói thêm chính phủ Hàn Quốc và Trung Quốc cũng đang xem xét cấp phép lưu hành loại thuốc này có thể là vào đầu tháng tới. Sokova là thuốc uống kháng virus, được dùng một lần một ngày trong 5 ngày liên tiếp. Mặc dù tiếp cận thị trường muộn, phương pháp điều trị của Shionogi được cho là có lợi thế hơn các loại thuốc điều trị khác đang có trên thị trường Mỹ, như Paxlovid của Pfizer, vốn cần một liệu trình 30 viên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai, cũng vào khung giờ quen thuộc là 6 giờ 30 phút với những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong đêm. Chúc quý vị có một buổi tối với thật nhiều niềm vui và thật sảng khoái. Xin kính chào tạm biệt.